thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc tài xế ô tô rơi vào giấc ngủ trắng khi đang lái xe trên cao tốc. Đoạn camera được chính người lái xe chia sẻ lại. Theo đó, anh đang chở khách trên một đoạn đường cao tốc, nhưng rồi dần dần cả cơ thể anh bắt đầu trở nên mơ màng. Dù rằng mắt anh vẫn mở, tay vẫn điều khiển xe, nhưng nhận thức lúc đó đã không còn tỉnh táo. Hiện tượng này thường được gọi là giấc ngủ trắng. Điều này thường xuyên xảy đến với những tài xế lái xe. Sau một thời gian dài điều khiển, cả cơ thể đã rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, nhưng não bộ vẫn bắt các bộ phận hoạt động. Vì thế lúc này, mắt có thể vẫn mở, nhưng các giác quan đã dừng lại. Cơ thể như chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Người lái xe chia sẻ lại, thật sự về nhà xem lại camera mà sợ quá các bác tài ạ. Đang bình thường mà người tự nhiên nó lịn đi và như là bị lâm sàng ấy. Rất nhiều tài xế đã vào bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ cách để giảm thiểu hiện tượng này. Đó là trước khi bước vào đường cao tốc nên dừng xe, rửa mặt, vận động, uống nước. Và đặc biệt, khi lái xe nên lấy gió từ ngoài vào, lên cao tốc cũng nên điều chỉnh lại điều hòa. Vì thiếu oxy cũng là một nguyên nhân lớn khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái lịm dần đi. Anh tài xế cũng chia sẻ thêm, sau khi đã nhận thức được tình hình, anh đã tấp vào trạm dừng nghỉ và kết thúc chuyến đi một cách an toàn.